cuối cùng, sĩ thành của ngày hôm nay. Sau một tháng vất vả quay clip nấu ăn up lên mạng, thì cuối cùng chúng ta cũng có được thành quả của mình rồi. Hèn xấu, tự hào mà tụi mình đất đất nước tự hào mà tụi mình đó. Gia đình sẽ rất là tự hào mà hạnh diện chúng ta. Mở ra coi, mở ra coi. Mở ra nha. Bao nhiêu? Cái gì vậy? Trời ơi, số 2 triệu vậy? Thật ra mình làm một cái kênh YouTube mà về nấu ăn á, mà mới làm thôi mà có đến 100.000 lượt người theo dõi như vậy là hiếm lắm đó. Hiếm thì phải nhiều tiền hơn chứ. Tiền mình bỏ ra mua nguyên liệu vậy là lỗ rồi, làm sao? Tại vì lượt xem nhiều nhưng mà chưa chắc thì tiền nhiều đâu, ít dữ lắm. Tiền nhiều hay không á là do quảng cáo thôi à. Cho nên mọi người chờ đợi một thời gian nữa nha. Đợi quảng cáo nhảy vô rồi là mình có nhiều tiền lắm luôn á. Có lẽ được rồi, em nghĩ 2 triệu nó đủ cho mình làm một cái party nhỏ nhỏ rồi. À, thật ra 2 triệu mình lãnh về vậy thôi. Nhưng mà mình còn phải trả chi phí 10% tiền thuế nữa. 10% thuế thì là 1.800.000. 1.800.000 vẫn đủ làm party. Chừng ra 300.000 là chị đi gặp đối tác, ăn uống là chị trả tiền cà phê cho họ nữa. 1.500.000 thì chắc cũng đủ làm được đó. Không đi nổi đâu. Còn nữa? Cái còn gì nữa? Còn 300.000 tiền chị đi xe di chuyển rồi chị ăn uống ăn sáng ăn bánh. Trời ơi, bà làm gì bà đi 300.000 dữ vậy? Sao bà không đi xe buýt hay xe ôm đi? Không phải, tôi đi xe buýt tôi bị say xe. Cho nên tôi đã cố gắng tiết kiệm lắm rồi. Cho xin nha. 2 thì có đủ. 1.200.000. Sao mà đủ làm một bữa ăn? Em không có chắc đâu. Thực ra 1.200.000 á thì cũng làm được nhiều món đó. Bạc tiền sang trọng được không anh? Thêm một món ăn thường Việt nữa được không anh? 4 người ăn nhưng mà không cần phải bù thêm tiền túi. Nhiều phải làm thêm một con cá mà nó nhỏ nhỏ thôi, cái này được không anh? Không được. Nhưng mà anh sẽ suy nghĩ. Trời mưa thế này mà ăn nóng thì anh cũng sẽ lưu ý điều đó. Mi hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây, ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành không đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn giữ dáng. Chào anh Nhân, anh đang làm gì vậy? Ủa, Nhi với Thanh đâu? Chị Nhi thì đi quay MV, còn chị Thanh ở trên phòng livestream fan của chị rồi anh. Kỳ vậy? Hồi nãy Thanh nói xuống phụ anh mà. Chị Thanh chị nói á, là ngoài fan của chị ra thì việc hôm nay nghỉ tới ngày mai. Thanh chắc cũng để ngày mai ăn luôn, đúng không? Việc gì thì em không biết, nhưng mà việc ăn uống em chắc chắn là anh ơi, chị Thanh rất đúng deadline. Thôi, bữa nay mình làm 3 món. Trời ơi, 3 món mà có một mình em và anh làm với nhau thì làm sao mà được kịp giờ đây? Chuyện bếp, để anh lo, chuyện khác thì em lo. Rồi, ok em tin anh. 3 món á, đầu tiên là mình sẽ làm cái món sake chiên, sau đó nấm trộn mè, và món thứ ba là món cá bóng biển với sốt kiwi. Rồi, bây giờ cái nguyên liệu của 3 món này thì gồm có: đầu tiên là phần cá bóng biển, có nơi thì người ta gọi cá đục á, nấm mỡ, tỏi, phần trứng gà. Anh bị thiếu nguyên liệu. Lấy cho anh cái nấm màu đen. Ngọc. Nấm màu đen hả? Ừ. Mộc nhĩ á. Mộc nhĩ. Bên kia. Kìa. Ừ. Đem qua đây anh. Cái loại này là loại nấm màu đen nhưng mà nó dày, có hai loại, loại mỏng và loại dày. Thì loại dày ăn nó nhiều dinh dưỡng hơn, nó tốt cho sức khỏe. Tiếp theo là kiwi. Sake, đây là bột mì Nhật, hoặc là có nơi thì người ta gọi là bột tempura đó. Mè trắng, mè đen, dầu, phần mật ong và cuối cùng là phần giấm táo. Mình làm sake trước. Lấy cho anh cái tô, bỏ nước, một chút xíu muối vô. Cái này em cắt theo cái cỡ này. Cắt xong em cho vào trong này. Dạ. Trời ơi, cắt nhanh ngơi là nhanh. Cái này để anh trụm nấm mèo cho nó mau nở thôi. Anh lúc nãy anh nói là em cho một chút muối vào trong cái nước này để làm cái gì anh? Để nó giúp cho không bị đen. Cũng giống như là mít đó. Ừ. Nấm mỡ, có nơi thì người ta gọi nấm nút, rất là tốt cho cơ thể. Hồi xưa mình không bao giờ trồng được cái này. Và có một ông kỹ sư người Nhật á, ông đem về Việt Nam cái giống này và ông trồng tại Việt Nam mình được ở Đà Lạt.
cái này em bào ra giúp được anh hai quả kiwi. Không, quả xanh là được. mình dùng, còn quả vàng là mình không dùng để ăn đúng không anh? Ừ. Kiwi em biết là nó rất tốt cho hệ tiêu hóa mình và nó điều chỉnh được về huyết áp và rất là đẹp da nữa đó Ngọc. Đúng rồi anh ạ. Ước gì ngày nào cũng có kiwi để ăn. Phần nấm này được rồi. Sao phải bỏ nấm vào trong đá hả? Ngon hơn, nó có cái độ giòn hơn. Để anh phiên ít dầu tỏi. Thơm quá. Có cái dầu tỏi đó nè. Kiwi này nè, em sẽ cắt nó. Rồi, để anh cho ít dầu. Mình đang làm nước sốt kiwi đúng không ạ? Đúng rồi. Thật là kỳ công. Anh không thích món này nữa thì thôi luôn. Được rồi đó em. Nước tương Nhật nè Ngọc. Mình sẽ dùng cho món này vậy anh? Cho cái món nấm trộn, để anh cho ít mật ong, tí muối nè, tiêu nè, một ít dầu tỏi cho nó thơm. Mè. Mè. Mè này rang rồi nha em nha. Dạ. Em nấu cái nước sốt kiwi này luôn. Anh cho một tí nước vô nè. Mình nêm mật ong, giấm táo, ít hạt nêm. Hạt nêm. Mình đun cho nó kẹo một chút. Ừ. Để anh làm cái phần trái nữa. Cái này là gì anh? Ớt, cho nó không tâm. Mình có ướp ớt trái không anh? Ớt bột là nó đã rất là cay rồi, cho nên mình không có cần ớt trái nữa. Ừ. Tí tiêu. Cái này ngon lắm đó Ngọc. Mình cho trứng vô. Ồ, nó sánh lại với nhau. Cái độ kết dính nó cao. Phần thứ hai nữa là em thấy nó có cái độ dai. Ừ. Đúng không? Rồi, để anh cho đá vô. Ủa, vì sao lại phải cho đá vào anh? Khi mà mình cho đá vô như vậy giúp cho bột nó không có bón cục á. Ừ, vậy lát nữa nó sẽ tan nước ra luôn. Ừ. Bây giờ đến cái phần chiên sake nè. Bây giờ để nhúng cái sake em qua bên này chiên nè. Mình nhúng vào là mình lấy ra để chiên liền hả? Ừ. Lúc này em chiên lửa lớn nha Ngọc nha. Dạ. Ngọc, bớt đi em. Dạ. Sake trên thị trường thì cũng không mắc lắm. Chỉ có đắt là đắt cái bột thôi, nhưng mà cái bột này mình có sẵn rồi. Dạ. Wow, lát nữa mấy anh em mình sẽ có một buổi tiệc thật là hoành tráng. Ừ. Anh chừa lại một tí, tí nước của em chấm. Ôi, nấm ngon quá. Món của em. Một món đã xong rồi. Món xong này rồi. Như cũng xong rồi đúng xong không anh? Xong rồi. Với cái nước sốt mình trước. Mình bỏ vô mình chiên. Em thấy em còn tỉ mỉ rồi. Mà em thấy anh còn tỉ mỉ hơn cả em á. Nấu ăn mà không tỉ mỉ, không tập trung thì cái món ăn của mình là sao không có ngon. Và nó không hấp dẫn được. Giòn tan. Cái này mình có thể nhúng bột cũng được, nhưng mà anh muốn chiên nó nguyên chất. Dạ. Trời ơi, gì món ăn ngon quá mà em mấn loạn hết cả lên luôn á. Giờ chỉ mong tới giây phút được ăn thôi. Hoàn tất rồi đó Ngọc. Em mưa lên trước nha anh. Ừ. Rồi. Giống giống như trong nhà hàng vậy đó. Chứ còn cái gì nữa. Trời. Có bao nhiêu đó tiền thôi à, mà anh chuẩn bị cho tụi em y như là ăn buffet trong nhà hàng luôn. Thiệt á. Tụi ăn đi em, ăn đi, ăn đi. Nhưng ơi, cho em xin con cá nha. Cho nó bơi vội vào chén em nè. Rồi nhân dẻo quá vậy. Vàng vào. Xin là bà nhân dẻo dữ vậy. Là một đại diện. Bà lạc của một bên, tôi ăn một món này nè. À, cái sốt này là... Sốt này là... Kiwi. À, sốt kiwi. Em thử miếng sốt nha. Anh ơi, còn cái này chấm là sake phải không anh? Chấm với mật ong hả? Ủa sao không chấm với lại tương ớt hả? Nó sao không ngon. Tại vì sake đó thì bùi phải không? Rồi cộng với lại mật ong á thì nó có cái độ ngọt nên nó làm cho món mình ngon hơn. Trời ơi, hấp dẫn quá. Nhiều món hấp dẫn quá. Đừng có ăn này trước đây. Còn món ăn thử đi. Ăn nấm đi. Nè, cá nè, cá nè. Cái này ngoài ăn chung với nấm đúng không anh? Đúng rồi. Bóng. Nhi. Cảm ơn Nhân. Ngọc. Cảm ơn anh. Ừ. Ngoài nước sốt của kiwi ra em nghe còn có cái mùi vị gì nữa đó. Mùi vị gì? Nói anh nghe. Cũng chua chua nha. Quen lắm. Là giấm táo. Giấm táo. Cái gì mà thơm quá, không thấy tanh chút nào luôn á. Đúng rồi. Tại sao người ta bỏ giấm táo gì vậy anh? Kiwi cũng đã chua rồi mà. Mình làm như vậy để tăng cái mùi thơm hơn và nó giúp cho cái việc dễ tiêu hóa hơn nữa. Đang ăn bỏ đâu rồi trời? Cái gì hello. Dễ?
xin chào mọi người. Hiện tại thì Sĩ Thanh đang cùng với nhóm mỹ nhân vào bếp á. Chúng tôi ăn mừng kênh món ăn được theo dõi 100 triệu người luôn. Thả tim cho mình nha. Đừng có live stream nữa. Cất đi. Biết sao thì wifi chập chờn quá. Lát nữa mình quay lại mọi người nha. Lát nữa mình live stream nói chuyện tiếp nha. Bye bye. Bây giờ mình thưởng thức món ngon đây. Bye bye. Bà Nhi, cái live stream thì bà nói gì người ta nghe thấy thì sao? Tôi nói vừa đủ cho bà nghe thôi à. Điện thoại này rất là hút tiếng. Nói gì nghe hết à. Hút cái gì điện thoại bà? Y chang điện thoại tôi thôi. Cái gì đâu mà hút. Nè nha, nè nha, người ta đang ăn tiệc thì để ăn đi, mình live stream chi vậy? Đang ăn tiệc mà cái gì vậy? Tiệc mà la lối gì hả? Thôi mình ăn rồi, mình ăn em sao mà ăn đi ngon quá à. Ủa? Trời, mọi người đợi em tí nha. Người ta comment trả lời quá trời luôn. Em phải trả lời cho người ta biết cập nhật tình hình. Thôi mình uống đi. Thôi mình cứ vô đi mọi người. Mọi người xong rồi. Xong rồi giải tán đi. Cái gì giải tán nhanh vậy? Còn em á. Mọi người kỳ ghê vậy, em làm việc kìm mọi người mà. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Người em ngập tràn là nhan sắc. Về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.